À, anh chị thấy cái màn hình đó thôi Dạ rồi thầy ơi. chưa? Rồi, chúng ta sẽ vô cái phần nội dung đầu tiên luôn, đó là tổng quan về điện toán đám mây. Như vậy thì chúng ta xem cái mô hình điện toán đám mây nó khác cái mô hình truyền thống như thế nào. À, mô hình chẳng tay như chúng ta tôi đã hỏi mà chúng ta là vẫn chưa có ai biết cái hay là từng làm quen với cái môi trường đám mây hết á. Như vậy thì chúng ta sẽ nói nó hay nôm na như thế này. Thì thay vì bây giờ chúng ta làm với cái mô hình truyền thống á, thì anh chị muốn triển khai một cái dịch vụ web chẳng hạn đi, cho cơ quan hay doanh nghiệp á, thì anh chị phải mua một cái server về, mua RAM, mua ổ cứng, mua main, mua CPU về, hoặc là chúng ta mua cơ quan mà có nhiều tiền á, thì chúng ta mua sẵn một cái server chuyên dụng để đóng nguyên hộp nguyên thùng luôn, nguyên kiện luôn, với cấu hình rất là mạnh. Sau đó thì chúng ta về nó mới cài đặt hệ điều hành vô. Nếu ai quen xài Windows thì cài Windows, ai quen xài Ubuntu hay Linux thì cài vô. Sau khi có hệ điều hành rồi thì anh chị mới thuê các lập trình viên viết cái website, lập trình viên viết website, viết code thì phải thuê viết website, bao nhiêu tiền á, các lập trình viên viết, hay là các công ty phần mềm viết á, thì sau đó chúng ta đã có được cái sự web rồi, chúng ta mới đặt lên cái server đó, cài cái chương trình làm web server lên và deploy cái web đó ra. Rồi sau đó cũng phải có người cập nhật website, bảo trì website. Thế là chúng ta cần phải có một cái máy tính, không có sự web và có người quản trị web, và các bạn phải có cái hệ thống làm lạnh là điện nè, máy lạnh, mạng tốc độ cao này, để tạo cái môi trường cho cái server đó có thể chạy được. Như vậy thì mọi thứ như thế phải xung quanh cái hạ tầng cái server. Còn bây giờ thay vì chúng ta phải làm như thế và chúng ta mất rất nhiều thời gian, và phải tốn điện nước rồi, điện máy lạnh nè, cho cái server đó đi duy trì, thì bây giờ thay vì như thế chúng ta chỉ cần lên đám mây chúng ta thuê một cái server ảo. Server ảo thì sau đó chúng ta sẽ chọn cái hệ điều hành. Lúc chúng ta deploy nó sẽ yêu cầu ta là bạn phải chọn cái máy có cấu hình bao nhiêu, bước thứ nhất. Bước thứ hai bạn phải chọn hệ điều hành gì, rồi bước thứ ba cái môi trường, cái hay là phần mềm để kết nối từ xa để làm việc, cái là SSH hoặc là một cái phần mềm multi hay là gì đó, cái kiểu nó kết, bạn phải khai báo cái định danh bạn nó kết vào thì để tạo cái server đó. Thì sau khi bạn đã khai báo một vài bước như thế, cách nối kết rồi địa chỉ IP public nha, địa chỉ tên miền cho máy tính và cách nối kết để vào quản trị từ xa, thì sau chỉ cần một vài bước, khoảng vài phút là các bạn có thể có được cái server đã có sẵn cái hệ điều hành luôn, các bạn không cần phải làm gì cả, chỉ cần khoảng khoảng 5 phút là bạn đã có. 5 phút là nhiều đấy, nhưng giờ thực ra còn ít hơn 5 phút là bạn đã có thể có được cái server, và các bạn thuê lập trình viên viết cái sự web, các bạn đẩy lên, đẩy sự web lên, và thế là các bạn đã có một cái website triển khai trên môi trường mạng rất nhanh. Như vậy thì thay vì mọi thứ chúng ta phải làm ở cái môi trường truyền thống là máy tính các bạn có thể chờ được, chạm được, thì bây giờ các bạn thuê một cái máy ảo mà đặt nó ở rất là xa, bạn cũng không biết nó nằm ở đâu luôn, nhưng mà các bạn có quyền quản trị, bạn biết nó có cái IP, có cái tên miền đó, bạn kết nối với bạn đó, bạn sẽ triển khai dịch vụ vào cái phần mềm. Thì ý tưởng là cái môi trường điện toán đám mây như thế. Và bây giờ các bạn mua cái máy bạn xài bao nhiêu, ví dụ như bạn như lúc đầu các bạn chỉ triển khai máy đó chỉ có một con, một CPU RAM 4 GB và 50 GB ổ cứng. Nhưng sau đó các bạn thấy cái nhu cầu của trang web của tôi lúc này tôi kinh doanh tốt quá, số lượng người truy cập đông quá, tôi nâng lên máy tôi như thấy chậm quá không đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, thì tôi nâng lên là 2 core 8 GB RAM là 200 GB ổ cứng, ví dụ như thế. Và tiếp tục môi trường phát triển kinh doanh nữa thì các bạn sẽ giãn ra, và bạn thấy cái môi trường kinh doanh của bạn tốt quá, số lượng nó cấp tốt quá, thì bạn lại nâng lên là 4 core CPU là 16 GB, 16 GB hay là 500 GB ổ cứng. Như vậy thì các bạn có thể, đối với điện toán đám mây thì các bạn có việc làm cái việc chuyển, bạn nâng cấp upgrade cái máy của bạn rất là đơn giản bằng một cái thao tác nhẹ nhàng thôi, click chuột bạn khai báo nó sẽ co giãn cho các bạn và rất là nhanh, mà bạn không cần phải tắt máy luôn này, cái việc mà nó co giãn thì bạn không cần phải ốp máy. Nhưng mà đối với môi trường truyền thống mỗi lần các bạn phải làm gì, bạn gắn RAM, bạn gắn ổ cứng, bạn gắn CPU, bạn nâng cấp máy tính là bạn phải ốp đó. Và cái thời gian đó nó gọi là thời gian downtime đó, là các bạn thời gian đó là bạn ngừng hoạt động hệ thống. Nhưng mà đối với điện toán đám mây thì chuyện nó không có, nó sẽ luôn luôn on time, và các bạn lúc bạn làm đó nó sẽ cái hệ thống vẫn đang chạy. Như vậy đó là một số cái sự khác biệt giữa cái môi trường điện toán đám mây và môi trường truyền thống. Như vậy đó, đó là một số chúng ta cái nói trước về cái định hình về cách thức vận hành của cái trên môi trường điện toán đám mây. Cảm ơn lắm. Rồi, giờ tôi vô bài học nào. Như vậy thì chúng ta sẽ nói về nội lịch sử hình thành của điện toán đám mây. Lịch sử hình thành của điện toán đám mây, định nghĩa điện toán đám mây, động lực hình thành, công nghệ điện toán đám mây, các thuật ngữ và khái niệm, lợi ích của đám mây. Thì đương nhiên đám mây ra đời chúng ta nghe nó rất nhiều cái lợi ích, rất nhiều cái tốt đẹp, rất nhiều cái xu thế, rất nhiều cái hot. Nhưng
Bên cạnh đó, những cái lợi ích đó thì nó vẫn có những cái rủi ro và thách thức khi sử dụng điện toán đám mây và khi triển khai trên nền tảng đám mây, và cũng đó cũng là cái lý do mà nhiều người cũng còn ngần ngại khi sử dụng đám mây. À, chị đã từng chứ không? À, chúng ta nói về cái lịch sử hình thành của điện toán đám mây. À, cái line này tôi cũng đã đưa lên trên cái LDA đấy. À, anh chị có thể đào về đọc trước cũng được. Thì tôi nói về cái lịch sử hình thành của điện toán đám mây nè. Năm 1961 á, thì các nhà khoa học máy tính á, MCKT đã công bố, nếu cái máy tính là cái kiểu mà tôi ủng hộ để trở thành á, trong tương lai á, thì máy tính nó có thể được tổ chức như là một cái tiện ích, như là một cái tiện ích. Nó giống như một cái hệ, giống như là một cái hệ, giống như là cái hệ thống điện thoại chúng ta vậy đó. Một cái tiện ích công cộng. Và cái tiện ích máy tính đó, nó sẽ trở thành nền tảng cho nhiều cái công nghệ, cho những ngành công nghiệp quan trọng mới. Thì chúng ta có thể, ý của tác giả muốn nói là sau này chúng ta sẽ sử dụng cái máy tính đó, giống như là một cái dịch vụ đó. Giống như dạng giống như đây chúng ta thuê cái dịch vụ điện. Chúng ta không có nhà máy điện nhưng ta vẫn có điện để xài. Chúng ta không có nước sạch để làm cái nước sạch nhưng mà chúng ta vẫn có nước sạch để xài. Như vậy một cái dạng dịch vụ như thế. Điện thoại công cộng vậy, chúng ta không phải là xây dựng cái hệ thống điện thoại công cộng nhưng ta vẫn ngày xưa ta vẫn có điện thoại để xài. Như vậy thì sau này cái máy tính nó cũng giống như là một cái dạng dịch vụ vậy đó, bạn có xài bao nhiêu, bạn có nhu cầu xài bao nhiêu thì bạn trả tiền bấy nhiêu. Giống như hiện nay chúng ta xài tiền điện, bạn có nhu cầu xài điện nhiều bạn phải trả tiền nhiều, bạn xài nước nhiều bạn trả tiền nước nhiều. Nó là một cái dạng như thế. Thì cái sau này máy tính, cho bạn muốn xài một cái máy tính lớn bạn phải trả tiền nhiều, bạn xài máy tính ít nhỏ bạn trả tiền ít. Thì nó là một xu thế, nó như thế. Và hiện nay và đám mây đó nó thực sự đang đang đi theo hướng như thế. Tới năm 1969 á, thì Lona Charles, giám đốc khoa học của dự án ARPANET đó, thì có cái phát biểu như thế này. Tới thì hiện nay á, máy tính nó vẫn còn là khá là đơn giản, nhưng nếu nó phát triển và mở rộng á, theo cái triết lý á, thì nó sẽ có thể trải rộng ra như là máy tính, như là một cái tiện ích, một tiện ích, máy tính như là một cái tiện ích. Từ thập niên 90 á, thì nhiều cái tiện ích máy tính đã dựa trên môi trường mạng internet đã phát triển, đã định hình và phát triển. Nó được định hình thông qua các ứng dụng như là search engine, một số cái chuyên hệ, cái bộ máy tìm kiếm, cũng đó là cái tiện ích. Tiện ích trên môi trường mạng hình thành trên internet đó. Thì rõ nét nhất đó là hai cái tiện ích, đó là search engine của hai 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 gã khổng lồ Yahoo và Google. Và hiện nay thì không ai mà có thể mà không xài đến Google khi tham gia môi trường mạng internet, cũng không ai không biết đến Google cả. Và nó chiếm lĩnh thị trường, người dùng. Rồi. Một số tiện ích nữa đó là dịch vụ mail, dịch vụ mail. Trước đây là mail của Yahoo, giờ là hiện nay là Gmail hay là Hotmail. Nền tảng xuất bản mở, MyPage, Facebook, YouTube và các hình thức truyền thông công cộng. Chẳng như là cho bạn có thể dùng Twitter và LinkedIn. Một số cái hình thức truyền thông công cộng. Nền tảng công nghiệp điện toán đám mây hiện đại, nó là cái nền tảng của cái công nghệ điện toán đám mây hiện đại. Cuối thập niên 90 á, thì Salesforce.com đã đi tiên phong trong việc cung cấp các dịch vụ từ xa cho doanh nghiệp. Tới năm 2002 á, Amazon á, khởi động cái chương trình là Amazon Web Service Platform, một dịch vụ hướng đến các doanh nghiệp để cung cấp từ xa cái dịch vụ lưu trữ, các tài nguyên tính toán và các chức năng nghiệp vụ của doanh nghiệp. Năm 2000 bắt đầu là Amazon đã bắt đầu là cung cấp một số cái dịch vụ hướng đến doanh nghiệp, Đến năm 2006 thì thuật ngữ điện toán đám mây cloud computing đã xuất hiện trong lĩnh vực thương mại, và Amazon đã cung cấp cái dịch vụ
EC2, Elastic Compute Cloud, hai cái chữ E này, E là CC này, đây là EC2, hai chữ C, cho phép các tổ chức và doanh nghiệp có thể thuê thuê cái năng lực tính toán và năng lực xử lý thực thi của các ứng dụng doanh nghiệp. Tức là chúng ta thuê cái dạng, ví dụ như ta có cần một cái bài toán hay là một cái vấn đề gì cần xử lý thì các bạn có thể đưa lên một cái máy tính khổng lồ, đó là dạng cho thuê, sau đó sẽ giải đáp án cho các bạn, sẽ thực thi cái yêu cầu của bạn để trả kết quả về, rồi gọi là thuê năng lực tính toán. Tức là sẽ phải ra thuê, đó là thuê RAM, CPU và hard disk, thuê cái năng lực, tức là thuê máy tính. Và giải khổng lồ Google cũng cung cấp cái dịch vụ là Google App, thực thi các ứng dụng doanh nghiệp trên nền tảng web browser. Các bạn chỉ cần vào cái web browser bạn đăng nhập vào, các bạn có thể thực thi rất nhiều ứng dụng. Và sau đó 2 năm thì Google Engine đã trở thành một trong những cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển và hình thành đám mây. Và hiện nay Google đã cũng chiếm một thị phần rất là lớn trong cái nền tảng đám mây. Các bạn thấy là phần, nếu ai đã xài Google Mail thì thấy hiện nay nó rất là tiện lợi và cung cấp rất nhiều cái option trong đó, xài chưa hết, xài chưa hết, và có những cái ứng dụng rất là hay, và con người ta càng ngày càng phụ thuộc vào cái dịch vụ Google. Phần lớn các thầy cô hiện nay đều sử dụng các document, rồi các Word, các Excel, đều là sử dụng các form của Google để trong lưu trữ giảng dạy và giao tiếp với sinh viên, bài tập. Đó là những cái lĩnh vực mà lao, các bạn chỉ giao rồi sử dụng thôi, bạn cũng không biết là nó lưu trữ ở đâu, bạn cũng không biết là cài đặt như thế nào, bạn chỉ cần vào và sử dụng. Gartner khi dự báo về xu hướng của công nghệ hiện nha, công nghệ đã loan báo một xu hướng công nghiệp mới, là một kiểu máy tính mà nó có thể co giãn, mở rộng và co giãn. Cái năng lực máy tính là một cái kiểu mà chúng ta sau này nó sẽ có là cái dạng có thể mở rộng và co giãn được, về cái năng lực của nó, về năng lực của nó, capacity là cái năng lực của nó, và nó có thể phân phối như là một cái dịch vụ đến khách hàng thông qua cái công nghệ internet. Thì sau này cái máy tính của bạn, cái máy tính ý nó nói là sau này cái máy tính là cái dạng máy tính của bạn có thể thu nhỏ, có thể mở rộng nó ra và có thể cung cấp đến hướng tới người dùng, như là một cái dịch vụ thông qua môi trường mạng internet. Sau này như cần kết nối internet là bạn có thể có được cái máy tính lớn có nhỏ, có tùy theo cái nhu cầu của chúng ta ra, mình sử dụng bao nhiêu thì mình trả tiền bấy nhiêu, theo cái dạng hướng dịch vụ như thế. Forrester Research định nghĩa như thế này, chúng ta lại có thêm một cái định nghĩa về mà điện toán đám mây nữa, và có rất nhiều cái định nghĩa về điện toán đám mây. Và năng lực IT á, năng lực IT á, cái chuẩn năng lực IT á, thì nó có thể là bao gồm là service, software, dịch vụ hoặc phần mềm hoặc là hạ tầng, có thể phân phối theo cái công nghệ mạng internet mà các bạn có thể là dùng bao nhiêu bạn trả bao nhiêu, và bạn có thể tự phục vụ cho các bạn. Bạn muốn bao nhiêu thì các bạn, cho tôi muốn có cái máy tính như thế thì bạn có thể tự khai báo luôn. Bạn cần bao nhiêu bạn tự khai báo cho cái nhu cầu của bạn, thì đương nhiên bạn khai báo bao nhiêu thì người ta sẽ tính tiền bạn bấy nhiêu. Nên là sau này là các bạn có nhu cầu bạn bao nhiêu bạn tự phục vụ luôn. Điện toán đám mây, chúng ta nói về điện toán đám mây thì các định nghĩa về điện toán đám mây, điện toán đám mây là cái mô hình cho phép bạn truy cập từ khắp nơi một cách thuận tiện, theo nhu cầu sử dụng, dựa trên mạng, đến các tài nguyên tính toán có thể cấu hình được. Các tài nguyên ở đây cấu hình được, ở đây nó có thể bao gồm là máy chủ nè, như là mạng nè, máy chủ nè, các thiết bị lưu trữ nè, ứng dụng dịch vụ mà chúng có thể cấp phát và thu hồi. Sau này cái anh này có thể cấp phát và thu hồi rất là nhanh chóng, mà rất ít cái công sức để tương tác, rất ít cái công sức cho việc quản lý và tương tác đối với nhà cung cấp dịch vụ. Mô hình này được hình thành với 5 đặc trưng và 3 cái mô hình dịch vụ, 4 mô hình triển khai. Đây là định nghĩa của Bernice ha, định nghĩa Bernice. Những thúc đẩy về thương mại, những thúc đẩy về này,
Một trong những cái yếu tố mà giúp cho cái công nghệ điện toán đám mây á đang trên xu hướng phát triển mạnh mẽ đó là công nghệ điện toán đám mây đó sẽ giúp các doanh nghiệp thúc đẩy về thương mại và giảm chi phí. Nó mang một số lợi ích rõ rệt, giúp cho các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu và tiết kiệm chi phí trong hoạt động kinh doanh. Thì chúng ta có cái cụm từ là hoạch định năng lực. Ta qua cái phần hoạch định năng lực. Chúng ta sẽ đi qua cái vấn đề là tại sao mà Lao nó phát triển lên nhà nó đang giảm chi phí cho các doanh nghiệp rất nhiều và giúp cho các doanh nghiệp có thể linh động trong quá trình triển khai, trong quá trình hoạt động, trong quá trình mở rộng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Ha. Chúng ta nói về cái phần hoạch định năng lực. Hoạch định năng lực. Thì năng lực là gì? Hoạch định năng lực á, là complexity planning, là cái tiến trình xác định và đáp ứng cái nhu cầu trong tương lai của một cái tổ chức về các nguồn lực, về các nguồn tài nguyên, công nghệ thông tin và sản phẩm và lưu và dịch vụ. Tức là cái hàng hàng năm á, hàng quý á, các cơ sở, các doanh nghiệp hay các cơ quan nhà nước đều á phải xét lại theo á, cái nguồn lực hiện nay á, cái nền tảng công nghệ thông tin nè của chúng ta nè, hiện có nè, có đáp ứng với nhu cầu hiện tại của người dùng hay không, và trong thời gian tới, định hướng trong 1 năm tới, trong 5 năm tới, trong 10 năm tới, thì với cái cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin như thế đó có đáp ứng được nhu cầu phát triển của cơ quan của doanh nghiệp hay không, và nếu không đáp ứng được thì cần nâng cấp như thế nào, cần mua sắm những cái gì. Thì đó gọi là các bạn phải dự trù cái kế hoạch mua sắm hàng năm đó, chúng ta đó. Thì theo kế hoạch dự trù mua sắm hàng năm đó là chúng ta đang hoạch định cái năng lực của công nghệ thông tin và nâng cấp mở rộng cái nguồn lực để đáp ứng cái nhu cầu trong tương lai, trong những năm tới. Thì đó là công việc chúng ta làm, chúng ta trong cơ quan nhà nước cho chúng tôi là chúng ta phải làm hàng năm á, hàng năm đều phải có cái dự trù này, và mình phải có cái tầm nhìn ví dụ như năm tới cần cái gì mình phải đón trước, và muốn như thế bạn muốn thuyết phục được ở cấp trên mà chúng ta mua được cái tài sản đó, chúng ta thuê được cái dịch vụ đó với bằng mức bao nhiêu tiền á, thì các bạn phải phải đưa ra các bạn chi tiết là các bạn cái năng lực hiện tại và cái nhu cầu phát triển trong thời gian tới như thế nào, chi tiết thì mình mới thuyết phục, tức là bạn phải thuyết minh á. Thì cái công tác đó là hoạch định năng lực. Năng lực thể hiện là khối lượng công việc cực đại mà một nguồn lực công nghệ thông tin có thể đáp ứng trong thời gian nào đó. Ví dụ như cái server này nó chỉ đáp ứng được 1.000 nội kết, nhưng nếu mà nếu sau này cái nhu cầu phát triển của người khách hàng nó có thể vượt qua con số đó thì các bạn cần phải nâng cấp hệ thống lên, đó là chuyện bình thường. Sự khác biệt về năng lực và nhu cầu, ví dụ như cái nguồn lực chúng ta mà nó ở mức A thôi, nhưng mà cái nhu cầu của người dùng phát triển hơn cái mức A, như vậy thì cái hệ thống chúng ta không đáp ứng được, lúc đó hệ thống ta sẽ chạy chậm, không đáp ứng được nhu cầu của người dùng, thì lúc đó là lỗi cho người quản lý hệ thống, tức là bạn không có hoạch định đúng cái phát triển cái năng lực để đáp ứng nhu cầu người dùng. Và cái này cái người mà quản trị phải luôn đánh giá được cái việc đó. Có thể là bình thường, những cái ngày bình thường thì cái nhu cầu của hệ thống ta vẫn đáp ứng được, nhưng mà những thời gian cao điểm nó bị nghẽn, và có thể vào một cái thời gian nào đó trong ngày nó bị nghẽn hoặc trong năm nó bị nghẽn thì mình phải đánh giá được. Và ví dụ như là trước đây thì Tết như là chúng ta hay là nhắn tin đêm giao thừa nhắn không được, gọi điện không được, gọi điện đến khi qua giao thừa luôn mới gọi được. Như vậy thì cái hệ thống điện thoại chúng ta bị quá tải, tin nhắn gửi cũng không được luôn, khoảng 10 mấy phút sau đấy mà chúng ta chúc mừng giao thừa thì chúng ta muốn tới trước lúc giao thừa chứ lại qua giao thừa thì nó còn ý nghĩa gì đó. Như vậy thì nếu mà lúc đó mà chúng ta cái năng lực ta nâng cao lên trong khoảng thời gian đó thôi, đáp ứng thời gian đó thôi, từ cái cần trước đó thôi, sau đó thì chúng ta cũng không cần có nhu cầu lớn như vậy. Thì nếu mà chúng ta xây dựng cái hệ thống mà đáp ứng ở mức cao như thế thì những ngày thường nó sử dụng không bao nhiêu cả, nó lãng phí. Như vậy với cái điện toán đám mây thì nó khác, các bạn tại từ thời điểm đó các bạn có thể mở rộng cái nhu cầu, bạn có thể mở rộng cái nguồn lực của cái server đó để đáp ứng tại thì đó, nhưng qua đó qua thời gian đó nếu các bạn thấy mình không cần ở mức cao như thế, các bạn có thể thu hồi lại cái server, bạn thu hẹp cái nguồn lực lại để tiết giảm chi phí nha. Đó là cái lợi ích của điện toán đám mây. Như vậy thì mục tiêu và hoạch định năng lực á,
là làm tối thiểu sự khác biệt này nhằm đạt được kết quả và hiệu quả cao nhất giữa đáp ứng nhu cầu người dùng và lợi nhuận chi phí, nó sẽ khớp với nhau. Cho nên đôi khi thì đối với cái hệ thống truyền thống thì có khi các bạn phải để đáp ứng nhu cầu này các bạn mới mua cái server to đùng, nhưng mà cái server to đùng đó rất là đắt tiền, nhưng mà bình thường hàng ngày xài không có nhiều, chỉ có một vài ngày là cao điểm thì nó có phát huy tác dụng thôi, như vậy thì nó cũng gây ra lãng phí. Thì cái hệ thống đám mây thì nó sẽ linh động hơn cho chúng ta trong việc đó. Rồi, như vậy thì hoạch định năng lực, các chiến lược hoạch định năng lực nào. Chiến lược cấp trước tức là các bạn thêm năng lực để có được cái nguồn nguồn lực công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu đã thấy trước. Nhà quản lý thấy là biết là nhiều vào những ngày đó đương nhiên là sẽ cao điểm, người ta sẽ sử dụng nhiều đấy. Như vậy thì bạn cấp trước để đảm bảo là không bị nghẽn nha. Còn cái chiến lược thứ hai là cấp trễ là thêm nguồn lực công nghệ thông tin đã đạt đến năng lực đại, tức là bạn thấy ví dụ như bạn xét đó là tới 100 kết nối rồi á, thì tôi mới thêm nguồn lực để đáp ứng nữa. Khi bạn đang thấy mà nguồn lực này, nhu cầu của người dùng lên bình thường nó chỉ có 50 thôi, bây giờ nó lên 100 thì tôi mới mở rộng thêm cái nhu cầu đáp ứng 110. Khi nguồn lực nó bắt đầu nó tăng lên nữa tôi mới lại thêm một nhỏ giọt nữa. Cấp trễ tức là tôi thấy nó bắt đầu nó quá tải rồi, tôi mới muốn mua thêm cái nguồn lực RAM CPU để mở rộng. Chiến lược hàng cấp trễ thấy nhu cầu phát sinh rồi, chúng ta mới 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 mở rộng cái nguồn lực phần này là chúng ta mua trước. Rồi, cấp lực theo nhu cầu, tức là cái nguồn lực này nè, thêm cái nguồn lực công nghệ thông tin đó, với những cái lượng nhỏ thôi và tăng dần. Ví dụ như người ta thấy cái nguồn lực cái tăng tới đây, nhu cầu của người dùng tăng tới đâu, ví dụ như hôm nay năm nay này nó lên quý 1 này nó lên ngàn, thì chúng ta mua hơn ngàn chút, rồi thấy nguồn lực nó phát triển lên 1.500 thì ta lại mua cái server khả năng đáp ứng nó hơn 1.500 một chút, đó là tôi mua theo sát cái nhu cầu, tức là theo cái chiến lược theo nhu cầu, thậm chí cái nhu cầu đó nó sụt giảm thì tôi phải mua cái server nó cái nguồn lực đáp ứng nó nhỏ lại. Và đối với điện toán đám mây thì chúng ta mới làm được việc đó. Còn chúng ta mà theo cái lối truyền thống thì các bạn mua cái server rạng ra, mua cái server bao nhiêu RAM bao nhiêu CPU thì nó đã fit cứng vô đó rồi, nó fit cứng rồi, chúng ta không thay đổi được nữa. Bạn có thể mua RAM CPU gắn thêm thôi, nhưng mà gắn tới một cái mức độ hữu hạn nào đó thì cái server đó cũng không còn cái vị chỗ để gắn nữa, nó bị giới hạn vật lý, các bạn không thể gắn được nữa. Còn đối với cái server ảo theo cái một trường điểm đó mày thì nó là một cái dạng ảo hóa, cho nên là bạn có thể mở rộng nó được một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nó gặp thách thức vì khó ước lượng được tải sử dụng hơn. Thì đối với cái môi trường truyền thống á, thì rất khó ước lượng được, nhưng mà khi mà chúng ta dùng đám mây thì cũng sẽ có những cái bộ đi đo có do nhà cung cấp đám mây. Tại sao chúng ta nói là diện toán đám mây giúp ta giảm chi phí? Và đây cũng là lý do chính mà làm rất là hấp dẫn đối với doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp là phải có lợi nhuận, và tại nếu mà người ta chỉ sử dụng khi nào mà thực sự nó mang lại lợi ích và giảm chi phí đầu tư thì các doanh nghiệp mới mới, mới hứng thú mới, mới tham gia vào điện toán đám mây. Và thực sự thì hiện nay thì điện toán đám mây á nó giúp cắt giảm chi phí rất nhiều, giảm chi phí rất nhiều để đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ mới hay mở rộng năng lực tự động đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng chi phí đầu tư cho công nghệ thông tin. Thì doanh nghiệp hiện nay thì phần cục rất phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ thông tin, ví dụ như kinh doanh online cần phải có web, cần phải có cái mềm để thể hiện hình ảnh của công ty và thể hiện đáp ứng nhu cầu người dùng. Như vậy thì để mở rộng cái năng lực và nghiệp vụ thì cần phải đầu tư vào công nghệ thông tin, mà phần lớn cái số tiền mà đầu tư vào công nghệ thông tin đó là vào cơ sở hạ tầng, vào hạ tầng để đáp ứng sự sẵn sàng của giải pháp. Ví dụ như các bạn cần phải mua cái máy tính, cần phải mua cái server, cần phải mua phòng lạnh, rồi điện nữa. Mà cái server, bạn mua một cái server thì bạn lại sợ nó chết, bạn mua một ổ cứng thì bạn sợ ổ cứng nó hư, bạn phải mua nhiều server, một cái server lại mua nhiều ổ cứng. Như vậy thì các bạn phải đầu tư rất nhiều để có thể đảm bảo được một cái web mà chúng ta
bình thường ha, chúng ta dựng cái web lên hay một cái dịch vụ nào đó lên, chúng ta dựng nó lên, chúng ta thấy nó chạy, à tôi đã dựng được cái server, chúng ta tính nó ngon lành. Cái việc chúng ta dựng thì nó rất dễ dàng, nhưng duy trì nó qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mới là cái vấn đề khó khăn. À, phải duy trì nó qua một thời gian dài hạn là vấn đề khó khăn, bởi vì nó có thể bị người khác tấn công, nó có thể bị điện sốc, chết độ cứng, à nó có thể bị sáng hôm nay vẫn ngon nhưng chiều nay chưa chắc gì mà tính nó khởi động nó lên. À, như vậy thì bạn phải tìm mọi cách để giúp cho cái server đó nó sống. À, và khi nếu nó không sống, nó có sự cố thì bạn phải làm sao phục hồi nó trong cái thời gian nhanh nhất. Và người quản trị mạng á, trong cái môi trường truyền thống á, là phải luôn tìm ra những cái chiến lược, tìm ra những giải pháp để đảm bảo cái việc cái dịch vụ các bạn triển khai nó luôn sống, và người ta gọi đó là tính sẵn dụng. À, tính sẵn dụng, à, available, tính sẵn sàng của hệ thống đó. Và phần lớn là các doanh nghiệp phải để đảm bảo được tính sẵn dụng của hệ thống đó, thì phải chi rất nhiều thứ, à, tức là ngoài cái vái chạy chính còn phải có chạy backup nữa. À, nhưng mà khi trên môi trường đám mây á, thì mọi thứ đều được nhà cung cấp đám mây hỗ trợ các bạn. Ví dụ bạn mua server, bạn triển khai dịch vụ thì cái dịch vụ đó, cái database đó nó không thể chết được, tại vì trách nhiệm mà backup á, và đảm bảo nó sống á, là của đám mây, à, của nhà cung cấp đám mây, họ phải định kỳ backup cho mình. Rồi cái server chúng ta thuê cho đám mây á, thì nhà cung cấp dịch vụ đám mây sẽ có nhiệm vụ gì, sẽ cam kết là cái server này sẽ sống 99% và nó không thể chết được. À, như vậy thì nếu chết là vi phạm hợp đồng. Cho nên cái việc mà đảm bảo cái tính sẵn dụng và cái khả năng backup của nó là do người cung cấp đám mây, nhà cung cấp đám mây sẽ lo. Cho nên cái việc mà mua server và mua cái thiết bị backup là doanh nghiệp không cần phải lo nữa, cho nên tiết kiệm được chi phí. À, và được rất nhiều khoản. À, hai chi khoản chi phí mà được hạch toán là chi phí đầu tư mới hạ tầng và chi phí sở hữu. À, chi phí vận hành chiếm một phần trong ngân sách công nghệ thông tin và thường vượt quá chi phí đầu tư ban đầu. À, cho nên thì cái chi phí mà mua máy hay là chi phí sở hữu thì là các nhà doanh nghiệp thì sẽ nhìn thấy ra ngay cái việc đó. Nhưng một cái chi phí nữa mà cũng không kém phần tốn kém mà lâu dài đó, là phải duy trì một cái đội ngũ công nghệ thông tin đông đảo để vận hành, sửa chữa, bảo trì cái hệ thống máy tính. Ví dụ như các bạn muốn trong những cơ quan doanh nghiệp mà các bạn muốn triển khai được nhiều dịch vụ đó, thì bạn phải mua nhiều server đã chạy, thì đã mua cái server chính, mua server phụ nữa, à, và bạn phải xây dựng giải pháp backup. À, cho nên các bạn phải đòi hỏi một cái đội ngũ lành nghề, mà nuôi cái đội ngũ lành nghề đó qua nhiều năm, nhiều tháng là chi phí rất là cao, chi phí rất là cao, à, chi phí rất là cao. À, như vậy thì đó là cái chi phí mà thường là rất rất là nhiều. À, và đặc biệt là cái phòng công nghệ thông tin là thường có trong cái tổ chức, à, và tiêu tốn một khoản lớn của ngân sách và nó ảnh hưởng đến lợi nhuận tăng trưởng của doanh nghiệp. Như vậy thì nhưng mà khi mà chúng ta chuyển sang trên môi trường đám mây á, thì chúng ta không cần phải duy trì cái đội ngũ lành nghề cao như vậy, bởi vì phần lớn cái công việc khó nhọc đã được cái nhà cung cấp đám mây đảm nhận hết rồi. Chúng ta có thể duy trì một số lượng ít công nghệ thông tin để đảm bảo việc vận hành, bảo trì và cập nhật thôi. À, cho nên là tiết kiệm rất nhiều chi phí. Rồi, à, cắt giảm chi phí nữa là các chi phí vận hành phổ biến là nhân viên kỹ thuật đảm bảo sự vận hành trong môi trường công nghệ thông tin.